đang stream nha. Sao stream Dota đi ba? Dota đã dở đang stream. Má stream này, từ từ đợi xíu đi. Cầm 5 phút nữa. 5 phút nữa. Ok. Đứng vô bắn trước. Xe. Vậy vô đánh mấy game tạm sao. Có game mới cũng vui lắm, chơi thử, đau gì chơi thử. Nhanh lắm. Đợi xíu. OD. Chơi cài đây có đâu? Anh chơi game mini mà. Ừ. Má cái game lồn 10 đồng 20 đồng phải luôn. Má cái game vậy mà 20 đồng phải luôn. Cúp hẹp PC and a lot free nè. Start here. Tại Vegas không? Ô cô em biết dùng cái giống như có cái phần mềm nào á mà nó đổi IP của mình không, rồi mình tắt phần mềm đó IP của mình trở lại bình thường á. Không. Chán quá. Có gành cho mấy cái IP nào không? Sơ sơ. Má cái này setup thơ. Khó vậy. Crosshair nữa. Crosshair là gì? Cái hay vậy đánh sao ta? Cái mà cái im mà để anh đang bắn á, trong đục trong đục kích thì trong gì cái chấm ở giữa đó gọi là crosshair. À cái em miễn hả? Ừ. Ê, bữa nào mượn cái máy, mượn cái màn hình chơi ngày ơi, nhờ dạ. Chết đâu. Cây vô nè. Má chẳng lẽ mua xong má mắc quá, tại vì một khi anh mua anh lười return lắm ba, là mua luôn á. Thì mua luôn mà đéo có tiền. Má nói chuyện như thần vậy. Ai mai mai có trường không? Không, mai đi làm rồi. Ồ, đi làm á. Ok. Gì đưa màn hình á? Có đâu kêu tưởng ở trường mai có VSA đi vô chơi chơi chung cho vui. Có gì VSA cái họ VSA á. Click add button VSA to install extension. Vietnamese click gì? Add button to install extension. Vietnamese Student Association. À VSA à, quên mà. Trong game mà hả? Chưa đâu có đâu. À, chơi Dota không? Rủ mix nè. À, chơi bắn này xíu đi. Nó có cái vòng tròn đỏ ngay ngồi dưới màn hình nó ngầu quá bà. Bắn thử đi. Bắn thử coi sao chứ Dota nó cũng vậy à. Đâu Dota khác không ngồi. Đâu khác nhiều lắm ơi. Nhiều quá ơi. Nói coi thử coi. Mà hình đẹp quá. Đẹp lắm luôn hả? Nét lắm hả? Ừ, nét chứ. Nó mượt lắm kìa. Quá thầy nó mượt ơi là mượt luôn. Má mà làm tao ghiền vậy. Mua đi bơi. Em cho tiền hả? Hả? Mày cho em cho tiền hả? Cái gì? Em cho tiền hả? Anh đưa em trả cho. Bạn thử đi.
Má nãy giờ giết sáu bạn không mà chết, tự nhiên biết nó ngoài kia vẫn chết sạm. Vậy là Gỡ mà. Tưởng nghe nhầm. Ai nghe đúng rồi. Ê ta nghe này mà nghe này nghe quen á, nghe chính xác cho sợ luôn á. ừ, mấy tay nghe nổi tiếng lắm đó ba. Má rồi. Má mượt như chó vậy. Mượt cái chân được mượt không? Tao quay clip lại cho coi thử coi. Hả? Quay clip nó khác à mà. Ok, cho coi thử này. Test cái này chắc được. Vậy em quay á, anh thử anh kéo cái icon trên màn hình của anh á, rồi anh soi với cái icon trên màn hình của anh không biết được không? Không, của anh không bự, của anh nó bị giật nhiều. Ờ, được rồi nè, thì chắc thấy được. Nó gửi đó coi thử đi. Của anh nó bị gì? Cái gì giật á? Gì vậy? Không, anh phải nhìn ngoài đời anh mới thấy được. Đi học không? Đi học đi. Cái mà cao nhất là 240 hết thì sao á? Ừ, thường là ta mua, ủa sao em không mua 240 luôn vậy? Mua có 180 rồi, quên không? Ta chơi pro nó chơi có 144 mà ông ơi. 144 chứ, lộn. Chơi lớn mà bạn, ai chơi 144. Em mua 180 luôn hả? Ừ. Ghê rồi. Ta nhớ 144 mà chưa mua. 18 xuống 140 xuống 60 cũng được mà. Trăm tám chục là tại nó ép sung lên á, chứ thường thường ở 140 mà 144 mà màn hình của cái sung nữa ba. Màn hình ép sung mà. Để coi nếu mà frequency càng nhiều là mấy cái khớp nó càng trọng ra thôi. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Thảo chó mày. Lại đây đây, anh đang trả tay em nè. Có súng anh chạy em liền, em còn có xíu máu à. Hay là máy à? Đó, 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 hay rồi, hay rồi. Từ để mà nè, nước này, không nước này, áo. nước này, nước này. Từ nó Có cái bàn đế bên kia, có bàn đế bên kia. Nước kìa, lượm lượm nước với Có cái bàn đây. đế, để em lượm Rồi, cái bàn đế. rồi, đây. Chỗ này clear bên phải lên. Stream tiếng Việt anh stream bên YouTube á, từ từ đợi xíu để em hỏi cái. Rồi xem YouTube mà. Ở stream YouTube nhiều người coi hơn. Chứ rồi. mình chơi trên kia mình phải nói tiếng Anh chứ mình chơi mình nói tiếng Việt ai hiểu. Cũng có người về coi ít lắm. Ê. Chừng nào má chẳng lẽ tao mày còn nói tiếng Anh. Vậy. Có súng trong đây nè. Em có cái sạc pin chốt này nè, nào vô em chế luôn. Ôi shock luôn hả? Ba má đi má đi. Có mày. Giờ nãy có thấy có hai thằng xuống à. Phải không? Hồi nãy anh nghe tiếng súng nữa mà ba tim á, có ba tim á. Anh nghe tiếng bước chân nữa. Có rồi, có rồi. Cứu dữ quá. Hay quá. Đây. Dở quá. Má còn dở quá. Má hết đoạn. Lại. Như Hỏi nào? ít này chơi không? Nó đi đâu đây chịu thôi. Hỏi chơi Dota không? Qua chơi không? Chơi vui. Dở nó không cho. Mới nói rồi. Mà vô dưới đi. Chị nào nó nói Dạ, đi. dạ nó không cho à. Nó dở quá, dở quá. Hết đạn. Cái pha đó. Hồi nãy em nằm xuống luôn hả? Hay là nó chết vậy?
em nằm xuống em bắn nó một cái xong anh mới bắn nó được một cái nữa nó nằm á. Giả điên em nằm xuống một cái nó bắn hộp em. Sao nó mờ dưới ta, stream nó mờ dưới ta. Stream nó mờ đó hả? Anh phải chỉnh nó trong cái OBS á. OBS là gì? Cái phần mềm stream ở trên stream bằng cái gì? Xsplit. À Xsplit hả? Em không biết cái đó. Còn kia mấy kia anh chỉnh được xuất ra độ phân giải nhiều á. Trường tiếp không? Trường tiếp đi. Hai team, ba team, nhiều team. Xuống nhà bên cạnh á, em xuống cái đối diện á. Cái bên trường học á, cho em có xuống trường học, nó xuống trường học dễ chết. Cái hồ bơi á. Ừ, hồ bơi á. Ấy, ấn lộ message rồi. Chơi đi. Fuck. Để... Dở quá. Để biến thẳng nè.